Để mà tán đổ được một cô gái thì chắc chắn rằng chàng trai cũng sẽ phải tìm hiểu rất kỹ về cô gái. Và bán hàng cũng như vậy, bạn muốn bán hàng thành công trên một nền tảng nào đó, chắc chắn bạn cũng sẽ phải dành kiến thức, dành thời gian để tìm hiểu về nền tảng đó. Facebook là một trong những cái nền tảng được rất nhiều người lựa chọn bán hàng từ xưa đến bây giờ. Vậy bạn đã nắm rõ về Facebook chưa? Facebook có những nền tảng nào? Hiện tại thì Facebook đã có 3 nền tảng chính, đó chính là Facebook Profile hay còn gọi là Facebook cá nhân. Thứ hai đó chính là fanpage hay còn gọi là trang. Thứ ba đó chính là group hay còn gọi là nhóm. Profile cá nhân là trang cá nhân mà người dùng Facebook nào cũng được sở hữu. Ở đây mục đích chính để chúng ta chia sẻ những khoảnh khắc, những suy nghĩ và kết nối bạn bè. Group là nơi cộng đồng có chung cùng một sở thích hay cùng để thảo luận về một vấn đề nào đó. Fanpage thì có vai trò để đại diện cho một tổ chức, một thương hiệu hay một cá nhân nổi tiếng hay còn gọi là người của công chúng. Và ở fanpage thì luôn luôn được Facebook hỗ trợ để đề xuất tới những người dùng. Cũng chính vì thế, fanpage được đánh giá là nơi bán hàng rất tốt. Còn Facebook cá nhân, các bạn hãy lưu ý rằng khi mà chúng ta đăng bài bán hàng, rất có thể các bạn sẽ bị hạn chế rất nhiều. Mục đích chính của Facebook cá nhân là để chia sẻ và để kết nối. Vì vậy, muốn bán hàng tốt trên Facebook, nhớ đừng bỏ qua kênh fanpage này nhé. Bán hàng tốt trên fanpage thì phải làm như thế nào? Hãy chờ đón video tiếp theo của Yến nha.